Hiện nay, nhịn ăn gián đoạn được xem là một hình thức ăn kiêng phổ biến, giúp tạo nên sự thâm hụt calo nhằm thúc đẩy giảm cân. Ngoài ra, nhiều người cho rằng nó giúp hệ tiêu hóa của bạn được nghỉ ngơi, có thể cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất để tăng cường giảm mỡ thừa. Cụ thể, nhịn ăn gián đoạn ảnh hưởng ra sao tới tốc độ trao đổi chất? Xem hết video này bạn sẽ biết nhé! Loại bỏ chất thải. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất mà nhịn ăn cải thiện sự trao đổi chất của bạn là giúp cơ thể loại bỏ chất thải và độc tố tích tụ từ việc ăn uống thông thường. Bằng cách làm sạch các cơ quan nội tạng, các tế bào già yếu, bệnh tật trong cơ thể, dần dần, bạn sẽ cải thiện được khả năng trao đổi chất. Bạn có thể xem việc thanh lọc, dọn dẹp cơ thể, giống với việc bảo trì tra dầu nhớt cho máy móc vậy. Việc này, giống chúng làm việc ổn định và năng suất hơn. Kích hoạt hormone tăng trưởng. Việc nhịn ăn liên tục trong vòng 20 đến 24 giờ đặc biệt có lợi. Vì sau khi bạn nhịn ăn khoảng 18 giờ, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone tăng trưởng, cho phép cơ thể đốt cháy chất béo và duy trì cơ bắp. Điều này có nghĩa là, bạn sẽ có vài giờ đốt cháy chất béo cấp tốc. Một nghiên cứu trên 11 người trưởng thành khỏe mạnh, cho thấy rằng, nhịn ăn trong 24 giờ làm tăng đáng kể mức HGH. Một nghiên cứu nhỏ khác, ở 9 người đàn ông cho thấy rằng, việc nhịn ăn chỉ trong 2 ngày, đã dẫn đến tỷ lệ sản xuất HGH tăng gấp 5 lần. Vì lý do này, nhịn ăn ngắn hạn thực sự làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Điều chỉnh tiêu hóa. Nếu quá trình tiêu hóa của bạn chậm chạp, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa thức ăn và đốt cháy chất béo. Nhịn ăn ngắt quãng có thể điều chỉnh tiêu hóa của bạn và thúc đẩy chức năng ruột khỏe mạnh, cải thiện chức năng trao đổi chất của bạn. Rèn luyện cơ thể để đốt cháy chất béo. Theo nhiều báo cáo, thì việc nhịn ăn buộc cơ thể bạn tham gia vào quá trình trao đổi chất đốt cháy chất béo. Điều này không chỉ đốt cháy chất béo trong thời gian ngắn khi bạn đang nhịn ăn, mà còn giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn để làm nhiên liệu trong quá trình ăn uống, sinh hoạt bình thường. Đặc biệt là trong việc tập cardio trong khoảng thời gian nhịn. Trên thực tế, một đánh giá đã chỉ ra rằng, nhịn ăn cả ngày có thể giảm tới 9% trọng lượng cơ thể và giảm đáng kể lượng mỡ trong cơ thể trong 12 đến 24 tuần. Điều chỉnh lượng đường trong máu. Bạn có thể liên tưởng việc không ăn với cảm giác đói dữ dội, nhưng nhịn ăn gián đoạn có thể có tác dụng ngược lại. Vì cảm giác đói chủ yếu là do lượng đường trong máu giảm xuống sau bữa ăn tầm vài tiếng. Nhưng khi bạn nhịn ăn, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo với tốc độ ổn định. Vì vậy bạn không cảm thấy đói, hoặc nếu có chỉ cần uống nước, thì cơn đói sẽ nhanh chóng qua đi. Cải thiện thói quen ăn uống. Việc nhịn ăn khoa học giúp thay đổi thái độ của bạn đối với thức ăn. Thay vì phụ thuộc vào một chế độ ăn kiêng hay một nhóm thực phẩm nào đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về chế độ ăn uống của mình và xác định những gì cơ thể thực sự cần để tối ưu. Việc ăn uống đúng cách sẽ cung cấp năng lượng và nâng cao quá trình trao đổi chất của bạn. Làm chậm lão hóa. Bằng cách cho cơ thể bạn nghỉ ngơi sau quá trình tiêu hóa bình thường, nhịn ăn có thể làm chậm quá trình lão hóa. Điều này rất quan trọng vì một trong những tác động chính của lão hóa là sự trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Cơ thể bạn càng trẻ thì khả năng đốt cháy chất béo của quá trình trao đổi chất càng nhanh và hiệu quả hơn. Trong video về autophagy, mình có nói rõ về vấn đề này rồi, bạn có thể tham khảo thêm. Điều quan trọng là cân bằng giữa việc nhịn ăn với một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục và không quá lạm dụng nó. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng hay vấn đề nào về sức khỏe, hãy đến gặp bác sĩ trước khi thử nhịn ăn. Ok, mong rằng bạn đã có thêm được các thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé.